khi em mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì lặng yên nghe anh kể về cô ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc anh tranh ánh mắt của em vì dường như lúc nào thế ngăn lời, càng không thể để giọt lệ nào ngừng rơi. Nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn, để có thể nắm anh từ xa. Âu yếm hơn cả mùa sông mong chốc thu bé lại vừa bằng một chàng trai. Nên em lùi bước về sau để thấy